Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Huy. Thì video này mình sẽ review về game Spin Time tiếp theo. Mình đang là 1:20 khuya, cho nên mình không thể nói to được, mình cũng hạn chế nói lại. Và bên ngoài thì mình đang vào một room CC Talk. Đây là room này, CC Talk này có 3 người ha. Này, trong game cũng 3 người một mình chơi. Thì game này phải nói là rất là thật luôn, dành cho những bạn đồng tính chơi game Upgrade thôi. Dạ, em đang từ nội của người lắm. Là basic của game. Rồi sau đó thì làm theo hướng dẫn để chơi được online ha. Một lần thì tạo room được 4 người. Kéo lên bắt cái gì rồi, kéo lên. Kéo lên cái. Cái tời giờ bắt kia để kéo lên đi. Bắt tôi lô tô hay bắt tôi lô tô gì đã kéo em lên dùm cái. Em ngọc nguyên cái gì rồi. Hay bắt tôi tô qua qua bên bên bờ bên kia rồi kéo cái đầu em đi được. Bắt tôi tô.
Ủa, chỗ này sâu ta. Trời đất hình gì qua bên kia, bờ bên kia kia. Hai che nằm bắt bánh nhập gì lùi lại rồi đi men men theo bờ suối đó, đi men men theo bờ suối rồi quay lại chỗ bọn em. Kéo bắn tôi rồi thử đi. Bác đi ngang theo bờ chuối đấy, đừng có đi vào bên đây nữa. Bác kéo lại từ dưới của bác cũng như vậy. Kéo lại thôi. Vừa kéo vừa chạy luôn đi. Chỗ này toàn được 6 nguy hiểm. Đang nghiệp gì? Đứng đứng im lại kéo tốt rồi, đứng im lại kéo tốt rồi.
lên đi bác ơi. Cuốn tơi vào, bấm ép, cuốn tơi vào, bấm ép. Đi qua phía bên đây để bơm dầu nha các bạn ơi. Không em được rồi, em không kéo nữa. Bác nắp cua rồi ấy, bác nắp cua rồi ấy, bác đi, bác sách quê đi, bác sách quê đi rồi, bác kể rồi. À, tiếp lóc luôn. Deep lock là có hết bánh của con sao, còn on well là có cả con trước nữa. Cái cậu em không biết sai. Thank you.
chạy lên gara đoạn chạy lên gara ở góc bên phải ở tiếng đúng đó hả? Vâng. Bạn dừng đường trước đi. Đổ xăng được 150 lít. Thank you.
đi vô cái chữ clocking này. Đi vô bên trong hả? Thay bán những gì cũng được. Clocking phía bên phải á. Thì vô đấy mở bảng luôn. Em chờ cái thùng này mở cũng được. Phía bên tay trái nè, có cái chữ clocking nè, rồi nãy mở luôn, rồi sáng hết mắt, bắt bắt luôn rẻ trái.
chết mẹ rồi, em đi đâu được rồi. Em kẹt rồi. Chạy xuống hai nhanh đây.
Xin lưu. Không bắt tôi đi đi đều lại đi, đi ngược lại đằng sau bác ấy, đi ngược lại. Đi cái hướng là bác lùi đấy. Sai là tôi thích cây gara rồi cũng đọc. À đúng rồi, được, chắc chính về gara tôi đây. Anh em có một con giờ tiền quá trời mua quá. Còn em có con chì đây. Được. Còn em về lắm. Bác đi lấy đi. 7310 đấy. Gần lắm. Mà con này lấy gần lắm. Để cuồng con.
Đúng rồi bác ơi, 88.